lên nè, bây giờ mình đi chỗ qua hòn khác các bạn, mới trải nghiệm ở chỗ sinh vật đây rồi. Các bạn nào có sao qua đó ăn hay tâm tư Phú Quốc thì ra trải nghiệm nha các bạn, một lần để đời giá cũng ok các bạn ơi. Đi dọc năm mới cho chiên san hô được bền vững. Giờ mình sẽ đi review hết cái chỗ cho các bạn coi cảnh đẹp nha các bạn. Bây giờ ghe ché vô chỗ ăn nha các bạn ơi. Lên đây lên bờ để kiếm chỗ ăn uống. Cái chỗ này sát bên ở chỗ ngắm san hô. Không có. Anh cái khẩu trang đâu, đưa cho nó bịch đây. Ủa mới đưa đâu rồi hả? Cái lồng lạch về vô vừa ngắm luôn ha. Dạ đúng tả luôn hả cha. Đẹp. Đây cổng ngồi lên cho. Mày cổng ngồi nổi không? Cổng cổng cho rồi cha cổng. Đây rồi nha. Mở cổng cho hỏi luôn. Đây. Để qua cái gì trời. Lẹ nghĩ sao bao nhiêu kia. Ôi con. Ờ có nhiêu mà không lẽ không nổi trời. Lên cơm chú ơi. Rồi giờ lên đi kiếm chỗ đồ ăn. Ô bản kia quá trời đẹp đi. Đáng đồng tiền không? Hai mặt mặt nằm đẹp. Ô như quay phim vô đủ đâu. Mình mới quay vòng sơ cho các bạn coi nè. Giờ mới lên đi chỗ kiếm chỗ đồ ăn các bạn ơi. Đây là chỗ sau là cái nhà hàng nha các bạn. Rồi sau nhà hàng có đồ ăn đó. Quá đẹp. Xa xa biển trong xanh. Quá chị biết rồi. À, đây là cái chỗ quá trời đẹp không thể tưởng tượng. Rồi các bạn thấy hồ bản bản hồ mây rút ngoài. Đây là hồ mây rút ngoài nha các bạn. Giờ chắc nó tối thấy không. Đó là hồ mây rút ngoài nha các bạn. Ôi mình mới ăn ở đây vừa xong, giờ mình review tiếp. Giờ quay cho các bạn coi nè. Đây bị cháy nắng không thấy sáng đâu. Để cái hướng này đi. Nó đang ngồi ăn nè. Đây thấy không? Biển trong xanh luôn thấy không? Đấy hòn mây rút ngoài nè các bạn. Ở đây tay không đó ơi. Wow, đá, đá này hay đá nhiều nha. Mình cát trắng nè. Nó tay luôn các bạn. Bạn ở ngoài luôn nè. Wow. Biển cứ đẹp ghê nha. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Biển quá trời đẹp luôn nè. Cát trắng mà mịn luôn các bạn. Giờ quay nó hơi ngược nắng nha. Giờ mình quay cho các bạn coi. Ôi quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Có luôn. Quá trời đẹp. Biển
quá cát quá trời trắng luôn rồi. Xa bờ rồi các bạn. Có xích đu luôn, bạn nào chơi xích đu rồi chơi xích đu nha. Có check in luôn. Cũng là thiên đường nghỉ dưỡng nha các bạn ha. Về chúng đi qua ghé qua hòn khác, nó đi ghé hòn mới rút ngoài các bạn. Giờ không biết chở mình qua hòn mới rút trong hay là qua hòn đi thấy cái chỗ cái hòn này đẹp không? Đó, nhìn cục đá giống con sư tử không các bạn? Quá trời đẹp luôn kìa. Con rùa. Cái này là con mấy con rùa đâu? Dưới biển kìa. Con rùa với những cái cậu là con rùa. Đây nè. Có đẹp quá.
bóng đá thường giống như chơi hổ tay vậy á, chơi hổ tay hiểu không? Tây quá trời, tây cái ông tây nè, ngoài là có mấy cái thẳng đá rồi. Thì có cái gạch đá quá trời rồi, đẹp luôn kìa. Ôi, gạch đá quá đẹp đi. Ôi, cái cảnh đá đẹp quá đi. Hello, là chim. À, mình ghé quay cảnh đá cho bạn coi. Wow. Wow, đẹp quá. Ở đây còn hoang sơ các bạn. Đây nè. Wow. Này có cái cây quả quả biết không? Dưới biển nè. Cái này là cái dứa là biển nha các bạn. Ta là cái dứa biển nha. Nó có trái á các bạn. Cái này cái dứa có trái làm thuốc nè, cái dứa nè. Đây gành đá nè cậu ơi. Này cái gành đá nha. Có những tảng đá tự nhiên nè, cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây thiên nhiên tạo hóa nè. Đây này cái dứa biển nha, cây đặc trưng của vùng biển của đảo Quốc nè các bạn. Nó có trái dứa đó làm thuốc được đó các bạn. Các bạn cho các bạn mình ha.
chạy cano. Chỗ này nó còn hoang sơ lắm các bạn. Biển cát trắng, có vừa có san hô mà vừa có cát nữa. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, năm chiếc cano. Hôm nay có năm chiếc. Mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ tắm kìa. Mấy em nhỏ háo hức hết trơn các bạn. Ở đây cho nó tắm một chút xíu đi rồi. Giờ biển sông thương lớp lớp trôi đi về chốn nào. Rồi, tới bờ